Alo. Các bạn thân mến, sau đây thì tôi xin hướng dẫn các bạn một số bài toán hình học tổng hợp. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số bài toán hình học phẳng. Đầu tiên thì có lẽ là tôi sẽ nhắc lại một số cái vấn đề mà liên quan đến tứ giác nội tiếp. Thì thứ nhất, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài toán. Trước hết là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài toán. Tôi có một cái đường tròn này tôi lấy tâm là O và một cái điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M thì tôi kẻ một cái tiếp tuyến với đường tròn. Kẻ một tiếp tuyến với đường tròn. Và một cắt tuyến. Tôi gọi cái tiếp tuyến này là tiếp tuyến MA đi ạ. MA và một cái cắt tuyến tôi gọi cắt tuyến này là cắt tuyến MCD với việc điểm C thì nằm giữa điểm D. Khi đó thì chúng ta có được là cái bài toán đầu tiên. Đó là MA bình thì luôn luôn bằng MC nhân với MD. MC nhân MD. Để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta có thể làm như sau ạ. Chúng ta sẽ xét hai cái tam giác đồng dạng.
Cái này thì chắc các bạn xử lý một cách dễ dàng ạ. Chúng ta sẽ xét hai tam giác đồng dạng. Đó là cái tam giác MAC và tam giác MDA. Hai tam giác này thì có cái góc góc AMD ấy, là góc chung rồi. Đây, cái góc AMD là góc chung đấy. Còn cái góc MAC thì là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Dây cung MAC. Và cái góc ADC thì là góc nội tiếp mà chắn cũng AC. Như vậy thì tôi có được hai cái góc này là hai cái góc mà bằng nhau. Bằng nhau. Vậy là hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp là góc góc, và khi đó thì tôi sẽ có được cái tỉ số. Và bây giờ thì tôi sẽ viết cụ thể cái phần này cho các bạn. Cái này thì dứt khoát là trong quá trình làm hay là trình bày thì các bạn sẽ phải trình bày lại, tức là viết lại. Mặc dù như vậy thì khi mà chúng ta nhìn cái tính chất này, chúng ta sẽ biết được rằng là nếu chúng ta có một cái tiếp tuyến kể từ M và một cắt tuyến MCD bất kỳ, đúng không ạ, thì chúng ta luôn luôn có được là MA bình thì bằng MB bình, à MC bình nhân với lại MD. MC nhân MD, xin lỗi các bạn. Tôi sẽ xét cái tam giác MAC và tam giác MDA. MAC và MDA. Hai tam giác này thì có cái góc AMD, tụi bạn góc AMD đi ạ. Là góc chung. Và cái góc MAC bằng cái góc MDA. Nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn, cái cùng AC. Như vậy từ đây thì chúng ta có được hai cái tam giác MAC. Tôi đã viết theo đúng cái thứ tự đỉnh. Tam giác MAC sẽ đồng dạng với tam giác MDA theo trường hợp là góc góc. Và từ hai tam giác đồng dạng thì chúng ta suy ra được tỷ số là MA trên MD thì bằng với lại MC trên MA. Và từ đây thì chúng ta có được là MA bình thì bằng với lại MC nhân MD. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có được một cái tính chất đầu tiên. Và tôi nhấn mạnh ở đây là khi các bạn nhìn thấy một tiếp tuyến và một cắt tuyến xuất phát từ cùng một điểm của một đường tròn thì chúng ta có được hệ thức này. Và tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta cùng quan sát, nếu bây giờ tôi dựng thêm một cái cắt tuyến thứ hai, một cái cắt tuyến nữa. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ có được cái điều tương tự, tôi gọi là C phẩy và D phẩy đi ạ. C phẩy và D phẩy. Đấy. Thì ngay lập tức thì chúng ta cũng có được đó là gì ạ? MA bình
cũng sẽ bằng mc phẩy nhân với md phẩy. Và với những cái điều này thì chúng ta sẽ có được bao giờ, mình cũng suy ra được là hay chúng ta luôn luôn có, đó là mc nhân md thì bằng mc phẩy nhân với md phẩy với cái cắt tuyến bất kỳ. Với hai cái cắt tuyến xuất phát từ cùng một đường tròn thì chúng ta luôn luôn có được điều này. Lưu ý là ngoài cái cách dẫn từ cái tiếp tuyến này ra thì chúng ta có thể chứng minh trực tiếp cái tính chất là MC nhân MD thì bằng MC phẩy nhân MD phẩy bằng cách là chúng ta sẽ xét hai cái tam giác. Xét hai tam giác. À, ở đây tôi lấy luôn là cái tam giác tam giác MC C phẩy và tam giác MD phẩy D. Đấy. Tôi nhắc lại là đối với phần mà chứng minh cái này, đúng không? Ngoài cái cách này ra chứng minh cái MC nhân với lại MD bằng MC phẩy nhân với lại MD phẩy thì chúng ta sẽ còn cái cách đó là xét cái tam giác MC C phẩy và tam giác M T phẩy D. Hai tam giác này. Hai tam giác này thì có điều gì ạ? Tôi ở đây thì tôi sẽ chỉ nhanh một chút. Chúng ta có cái góc MC C phẩy. MC C phẩy. MC C phẩy sẽ bằng với góc MD phẩy D. Đấy. Hai góc này bằng nhau, lý do vì sao ạ? Bởi vì là cái tứ giác là CD D phẩy C phẩy là một cái tứ giác nội tiếp, đúng không? Chúng ta có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong ở đỉnh đối diện. Đấy, thì ngay lập tức chúng ta cũng suy ra được. Hoặc là chúng ta có thể ngoài cái cách là xét hai cái tam giác này ra để suy ra cái tỷ số, đúng không? Thì chúng ta có thể xét cái cặp tam giác khác cũng suy được tỷ số. Cặp tam giác khác cũng có thể suy tỷ số. Đó là cái tam giác M C D phẩy và tam giác M C phẩy C phẩy D. Thì hai cái cặp tam giác này nó có những cái điểm tương đồng. Tuy nhiên thì với cái cặp tam giác thứ hai, với cặp tam giác thứ hai thì chúng ta sẽ có được là các cái góc. À, tôi sẽ nối chúng lại. Các cái góc bằng nhau ở đây. Góc bằng nhau ở đây đó là góc góc M D C phẩy và cái góc M D phẩy C thì hai cái góc này là hai cái góc nội tiếp mà cùng chắn cùng C C phẩy nên nó sẽ bằng nhau. Và chúng ta có thể từ hai cái thằng này thì từ cái thằng trên, từ cái cặp tam giác trên đồng dạng thì tôi sẽ suy ra được cái tỷ số đó là MC trên MD phẩy thì bằng với lại M C phẩy trên MD. Đấy, thì chúng ta suy được tích tích mà chúng ta cần đây. Đấy. Tương tự bên dưới này cũng vậy. Đây là một trong hai cái cách mà chúng ta có thể thực hiện để chứng minh ngoài cái cách là dựa vào cái đường tiếp tuyến như vừa rồi. Thì ở đây tôi muốn nói cái điều là gì ạ? Khi mà các bạn thực hiện các cái bài toán này thì các bạn để ý cho tôi rằng cứ có một cái tiếp tuyến và một cái cắt tuyến thì tôi sẽ suy ra được cái đẳng thức
về mặt độ dài của các cái đoạn thẳng như thế này, và cứ có hai cái cắt tuyến, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có được các cái hệ thức này. Và đây thì ba cái đại lượng này đương nhiên rồi, bao giờ nó cũng bằng nhau. Tương tự như vậy thì bây giờ tôi, nếu tôi có thêm một cái tiếp tuyến MB, thì chúng ta cũng có được cái điều tương tự MB. Chú ý là khi mà vẽ thì bao giờ chúng ta cũng để ý về mặt ký hiệu nó vuông góc với lại bán kính tại thích điểm. Cụ thể là sau bài toán này thì chúng ta đã thu được cái gì ạ? Chúng ta có là MA bình này, bao giờ cũng bằng MB bình này, bằng MC nhân với MD, bằng MC phẩy nhân với lại MD phẩy. Đấy, thì chúng ta sẽ có được điều đó. Thế thì ở đây có hai cái vấn đề mà tôi muốn nêu ra cho các bạn. Một là các bạn thấy rằng khi mà tôi xét về mặt tứ giác nội tiếp ấy, thì các bạn thấy là CD, D phẩy, C phẩy là một tứ giác nội tiếp, thì khi đó chúng ta có được MC nhân MD bằng MC phẩy nhân MD phẩy, đúng không ạ? Và cái chiều ngược lại đó là gì ạ? Nếu như hai cái cạnh của tứ giác này mà cắt nhau tại M thì chúng ta cũng suy ra được là tứ giác này nội tiếp, tứ giác CD, D phẩy, C phẩy. Đấy, thì ở đây các bạn chú ý cho tôi cái phần này khi mà các bạn sử dụng. Đấy. Ví dụ như là tôi có một cái đấy. Chú ý đấy. Tứ giác, cái này thì để chúng ta vận dụng đó. Để quan sát và vận dụng cho nó nhanh. Nếu tôi có cái tứ giác ABCD mà hai cạnh của nó cắt nhau tại M. Đấy. Đồng thời chúng ta có được là tỷ số, cái hệ thức về độ dài giữa các cạnh. Hay nói cách khác như này, nếu tôi có tứ giác ABCD, ABCD nội tiếp khi và chỉ khi là MA nhân với lại MB thì bằng MC nhân với MD. Cái ý này rất quan trọng trong quá trình mà chúng ta quan sát, chúng ta xử lý các cái bài toán. Khi mà nhìn các cái tính chất của tứ giác nội tiếp thì chúng ta sẽ có được cái điều mà chúng ta cần. Đấy, tính chất này các bạn nên lưu ý để sử dụng trong quá trình làm bài hình học phẳng này. Tiếp, lưu ý là ở đây tôi lấy hai chiều. Nếu có điều này thì chúng ta sẽ suy tứ giác nội tiếp, và đương nhiên rồi, tôi đang lấy hai cạnh của tứ giác này cắt nhau tại cùng một điểm. Và ngược lại, nếu có tứ giác nội tiếp thì chúng ta suy điều này. Và cũng phải thêm một vấn đề nữa là khi mà tôi có hai cái đường chéo của tứ giác này, hai đường chéo, tôi vẽ hai cái đường chéo, hai đường chéo của tứ giác này cắt nhau tại E, thì khi đó chúng ta cũng có được là tứ giác ABCD, ABCD nội tiếp khi và chỉ khi EA nhân với lại EC thì bằng với lại EB nhân với lại ED. Đương nhiên là khi chúng ta sử dụng cái này, tôi nhắc lại là ở đây chỉ giống như một cái dấu hiệu để các bạn khi nhìn thấy thì các bạn có thể nhận biết ra là tôi có tứ giác nội tiếp thì tôi có điều này, và ngược lại là tôi có điều này thì tôi suy tứ giác nội tiếp.
thì các bạn nhận nhanh thôi ạ. Còn khi các bạn muốn sử dụng thì đương nhiên các bạn phải chứng minh lại. Đấy. Ví dụ như là nếu tôi có tứ giác này nội tiếp mà tôi muốn chứng minh cái hệ thức về độ dài là EA nhân EB bằng EA nhân AC bằng EB nhân AD chẳng hạn, thì tôi sẽ chứng minh hai tam giác đồng dạng thôi ạ. Góc này bằng góc này chẳng hạn. Đấy, hai góc này cùng chắn cái cung CD đúng không ạ? Hai góc này bằng hai góc nội tiếp. Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB, như vậy hai tam giác đồng dạng và hai tam giác đồng dạng tôi suy ra tỷ số. Nó tóm lại là trong phần này thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều đến tam giác đồng dạng với cái góc nội tiếp, tức là mối quan hệ góc của cái đường tròn ạ. Chúng ta sẽ xử lý được. Và tôi cũng nói luôn là hai cái tính chất này, đặc biệt là cái tính chất bên trên thì người ta khai thác và sử dụng rất là nhiều trong cái bài toán, và nếu các bạn nhìn nhanh được thì mọi thứ, mọi vấn đề nó sẽ rõ ràng và xử lý được rất là nhanh. Tiếp theo thì chúng ta quay trở lại với cái hình của mình. Tôi sẽ các bạn sẽ để ý cho tôi một chút, đó là nếu như tôi có cái MA là tiếp tuyến thì bao giờ tôi cũng nhìn thấy được là cái góc MAC, góc MAC này đấy, bao giờ nó cũng bằng góc ADC. Nên câu hỏi đặt ra là ngược lại, nếu tôi có một cái tam giác ABC mà tam giác ABC nào đó mà có cái góc tại đỉnh bằng góc này, thì tôi có suy ra được cái thằng này nó là tiếp tuyến không, thằng MA này nó là tiếp tuyến không. Ở đây tiếp tuyến của cái đường tròn mà đường tròn đi qua ba điểm ACD đấy ạ. Thì các bạn cũng có một cái dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến rất là hay để khi các bạn làm, đương nhiên là sẽ phải chứng minh lại rồi ạ. Chứng minh cẩn thận nếu khi các bạn gặp và các bạn trình bày, đó là gì? Các bạn để ý quan sát cho tôi nhé. Nếu tôi có một cái tam giác ABC, tam giác ABC, với cạnh tôi kéo dài cái C ra và trên cái cạnh này tôi lấy điểm M. Đấy. Đó các bạn. Tôi lấy điểm M. Nếu như tôi chỉ ra được là góc hai cái góc góc MAB mà bằng với lại cái góc ACB thì ngay lập tức tôi sẽ suy ra được là MA sẽ là tiếp tuyến của cái đường tròn mà đi qua, hay là đường tròn ngoại tiếp cái tam giác ABC này. Đấy. Chúng ta có là nếu mà góc MAB bằng góc MCA đấy, thì có thể suy ra MA là tiếp tuyến của đường tròn. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC này. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có cái điều ngược lại, đó là nếu là tiếp tuyến thì đương nhiên chúng ta sẽ có hai góc này bằng nhau. Nên đây cũng là một cái dấu hiệu mà nhiều khi là người ta khai thác cái tính chất này trong việc chứng minh tiếp tuyến mà chúng ta không nhìn được. Thế thì ở đây bài này á, chúng ta sẽ chứng minh cái phần này như thế nào? Ở đây thì tôi sẽ nói qua về cái việc chứng minh cái tính chất này. Tôi sẽ gọi y là tâm đường tròn ngoại tiếp, và công việc của tôi bây giờ sẽ là phải là chứng minh, tức là cái chiều mà tôi có góc thì tôi suy ra MA là tiếp tuyến ấy. Tôi sẽ chứng minh rằng là IA thì vuông góc với MA, tôi sẽ chứng minh là góc này là góc vuông. Đấy.
Vậy thì để xử lý được cái góc này là góc vuông, tức là tôi chứng minh được cái góc này là góc vuông ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là thiết lập cái mối liên hệ và gắn với việc là điểm Y là tập. Y là tập. Đấy. Thế thì ở đây các bạn sẽ xem là tôi sẽ xử lý cái phần chứng minh này như thế nào. Chúng ta sẽ quan sát là bây giờ chúng ta có hai cái góc, đó là góc MAB này bằng góc ACB là bằng nhau rồi. Đấy, có hai góc này bằng nhau. Vậy bây giờ chứng minh là góc này cộng với góc này bằng 90 độ. Đấy, thì tôi sẽ chứng minh như thế nào? Đó là góc này cũng vậy. Thế. Đấy. Tổng của hai góc này bằng 90 độ. Chú ý rằng là chúng ta có cái tính chất về này ạ. Tôi gọi cái góc này là góc A1, góc này góc B1, góc này là góc A2, góc này là góc C2, góc này là B2, đây là C1. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có được là tổng tổng các cái góc trong tam giác ABC á, thì tổng góc trong tam giác ABC được các bạn A cộng B cộng C thì bằng 90 độ. Đấy. À, xin lỗi, 180 độ. A cộng B cộng C thì bằng 180 độ. Mặt khác thì ở đây vì Y là tâm đường tròn ngoại tiếp nên tôi có là cái tam giác IAB là tam giác cân, nên là tôi có góc B1 nó sẽ bằng với góc A1. Đó. Tiếp là tôi có góc A2 bằng với C2. A2 bằng C2. Góc B2 bằng với lại góc C1. Đấy. Thì có nghĩa là bây giờ tôi có tổng từng từng cặp một. Thì trong trong cái phần này chúng ta thấy là góc góc A thì bằng A1 cộng với A2 này. Góc B thì bằng B1 cộng B2 này. Góc C thì bằng C1 cộng với lại C2 này bằng 180 độ. Đấy. Và chia đôi ba cặp này ra thì chúng ta sẽ thấy được là cái góc A1 mà cộng với lại C2 C1, tức là tôi chia đôi cái cặp này ra thành hai cặp. Một là B1 này cộng với A2 này cộng với B2. Đấy. Thì cái nhóm này nó sẽ bằng với lại nhóm A1. A1 cộng với lại C1 cộng với C2 bằng 180 độ. Nhưng mà vì là chúng ta có cái điều này A1 bằng B1, A2 bằng C2 và B2 bằng C1, nên là chúng ta sẽ có được là góc A1, hai thằng này bằng nhau, tổng hai cái tổng này bằng nhau, góc A1 cộng với C1 cộng với C2 sẽ bằng 180 độ chia 2 là 90 độ. Thế thì cái góc A1 cộng với C1 C2, C1 C2 chính là C, như vậy tôi có góc A1 cộng với góc C chính là bằng 90 độ. Mà cái góc C thì lại bằng góc 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 C ở đây chính là cái góc mà ACB ạ. Đấy. Góc C thì lại bằng cái góc MAB theo giả thiết. Như vậy từ đây tôi sẽ có được cái góc A1 cộng với lại góc MAB là bằng 90 độ. Hay nói cách khác. Chúng ta có được là cái góc MAI
bằng 90 độ. Hay MA vuông góc với IA. Đấy, thì trong quá trình mà chứng minh tiếp tuyến mà chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu nhận biết này thì chúng ta sẽ chỉ ra tiếp tuyến, nhưng đương nhiên chúng ta sẽ phải trình bày lại cái cách chứng minh tiếp tuyến này. Đấy. MA vuông góc với IA mà A thuộc đường tròn đúng không? I là tâm, như vậy thì IA sẽ là bán kính, vuông góc với bán kính tại thực điểm, suy ra MA là tiếp tuyến. Suy ra MA là tiếp tuyến. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến mà thường thường là sẽ khó nhìn thấy hơn. Thì ở đây các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta có thể tận dụng những cái giả thiết này, ví dụ những cái bài toán người ta yêu cầu chứng minh tiếp tuyến chẳng hạn, thì chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta kiểm tra thử những cái điều kiện như thế này thử xem, và sau đó nếu có rồi ấy, thì chúng ta chỉ cần bước chứng minh lại thôi. Tiếp theo là chúng ta cũng trở lại với cái đường tròn này, trở lại với đường tròn. À, bây giờ nếu như tôi gọi cái điểm, tôi sẽ gọi một cái điểm Y là trung điểm của CD, trung điểm CD, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận ra rằng là cái thằng IC, xin lỗi, cái thằng IO nó vuông góc với thằng CD. Đấy, vuông góc. Vậy là chúng ta có cái bài toán đó là Y thì nhìn MO dưới một góc bằng 90 độ, A nhìn MO dưới một góc bằng 90 độ, B nhìn MO dưới một góc bằng 90 độ, thì chúng sẽ thuộc cùng một đường tròn bạn, đường kính MO. Đấy, đây là cái bài toán tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ xử lý bài toán này trước, tôi gọi là bài toán thứ ba. Thứ ba. Ở đây thì tôi sẽ nêu nhanh cái hướng làm và cái kết quả. Tôi sẽ vẽ lại cái đường tròn một chút. À, bài toán của chúng ta bây giờ là gì ạ? Chúng ta có một cái đường tròn, một điểm nằm ngoài đường tròn, và chúng ta kẻ một cái tiếp tuyến với đường tròn, một cái cắt tuyến với đường tròn. Ta có một cái tiếp tuyến thứ hai, tuyến thứ hai với đường tròn. Tôi lần lượt lấy ký hiệu điểm M này, điểm A này, điểm B này. Và như tôi nói rồi, các bạn khi mà vẽ thì chú ý cái mối quan hệ giữa cái tiếp tuyến và bán kính tại tiếp điểm.
Đấy, chúng ta sẽ có vuông góc, chúng ta có điểm C, chúng ta có điểm D. Đấy, điểm Y là trung điểm của CD, và như tôi vừa nói thì nếu như điểm Y là trung điểm của CD thì tôi có IO bao giờ cũng vuông góc, IO vuông góc với lại CD. Và chúng ta có cái bài toán đó là gì? Chứng minh 5 điểm M, A, I, O và B thẳng cùng thuộc một đường tròn. Cùng một đường tròn. Đấy thì cái bài toán này là bài toán khá quen thuộc. Và đương nhiên là chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngay. Có những bạn thì sử dụng hai cái tứ giác nội tiếp. Đấy. Nhưng mà theo tôi thì các bạn không nên sử dụng cái đó, mà các bạn có thể xét cho tôi như sau ạ. Ở đây thì các bạn viết cho tôi luôn đó là gì? Trong cái phần này thì tôi chỉ chỉnh cho các bạn một chút về cái cách trình bày thôi. Chúng ta có là cái góc M, góc M AO bằng 90 độ, mà hoặc vì AM là tiếp tuyến. Đây tôi cho lùi cái hình sang bên này một chút. Vì MA là tiếp tuyến của đường tròn O tại M. Các bạn nên biết rõ như vậy. Vì MA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm A, xin lỗi, tại điểm A. Tương tự như vậy, MBO cũng bằng 90 độ vì MB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm B. Và cái thứ ba là góc MIO, MIO bằng 90 độ vì đây là mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. Đấy, thì các bạn ghi luôn là liên hệ giữa đường kính và dây cung, liên hệ giữa đường kính, tôi viết tắt, và dây, liên hệ giữa đường kính và dây. Thì từ đây thì các bạn viết luôn suy ra điểm A này, điểm B này, điểm Y này sẽ thuộc đường tròn, thuộc đường tròn đường kính MO, OM. Đấy. Thuộc đường tròn đường kính OM có nghĩa là gì ạ? Điều này có nghĩa là năm cái điểm, hay năm điểm M, A, I, O, B sẽ thuộc cùng một đường tròn. Thuộc cùng một đường tròn. Thì các bạn lưu ý ở đây người ta sẽ dùng ngôn ngữ cùng thuộc một đường tròn chứ không 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 dùng cái. Nhiều người thì lại sử dụng hai cái tứ giác chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ phụ thuộc vào vị trí của điểm Y. Ví dụ chúng ta nói là tứ giác A, M, A, I, O chẳng hạn. Đấy, nhưng mà khi mà cái cắt tuyến lại nằm xuống phía dưới này thì nó sẽ không còn là M, A, I, O nữa. Đấy. Hoặc là các cái vị trí khác vân vân, thì chúng ta để ý là cách tốt nhất là chúng ta nên biết là chúng thuộc cái đường tròn đường kính MO, thì chúng ta sẽ đỡ vướng phải cái điều này. Thì đối với phần này thì tôi nghĩ là khá là dễ đối với nhiều bạn. Tuy nhiên thì có một cái điều mà các bạn cần để ý, đó là trong đây thì có thể là người ta sẽ không cho đầy đủ cái hình này. Ví dụ như là
người ta sẽ không cho cái tuyến MA chẳng hạn, mà người ta chỉ cho một cái cắt tuyến và cái điểm Y và bắt các bạn chứng minh là gì ạ? Tứ giác M M B O Y nối tiếp chẳng hạn. Thì cái điều này thì chắc là các bạn sẽ làm được luôn. Cái tứ giác này thì chắc là luôn. Nhưng mà cái tứ giác này thì sẽ gây được khó khăn cho các bạn đấy. Tứ giác đó là A B O Y nối tiếp chẳng hạn. Thì nó lại cả là vấn đề. Khi mà các bạn thường thường nếu các bạn chỉ nhìn, ví dụ như là xét một cái tứ giác thì các bạn chỉ nhìn cái tứ giác đấy thôi chẳng hạn, các bạn không quan sát cái vị trí của nó so với các cái điểm khác. Đấy, thì nếu như bây giờ mà người ta hỏi cái tứ giác này thì ngay lập tức là nhiều bạn sẽ gặp phải vấn đề và sẽ gặp khó khăn. Đấy, thì ở đây tôi chỉ lưu ý nè, tứ giác ABOE thì cũng giống như là nó đang đang nằm trong số 5 cái điểm này rồi. Chúng ta có 5 điểm thuộc đường tròn thì đương nhiên là ABOE thuộc đường tròn, đương nhiên nó nội tiếp, và chúng ta có thể sử dụng cách này thì nó sẽ nhìn nó dễ hơn. Và tôi chỉ khuyên các bạn là nhìn cái vị trí của 5 điểm này để xét, thì bao giờ chúng ta cũng có 5 điểm này thuộc đường tròn rồi, thì mọi cái tứ giác mà có thể xuất phát từ 4 trong 5 cái điểm này thì đều là tứ giác nội tiếp hết. Đấy. Rồi. À, đấy là phần mà tôi có thể lưu ý với các bạn một chút. Thế thì ở đây cũng sẽ có một cái bài toán như thế này. À, bây giờ tôi sẽ nối nối A với lại B à, và nối M với O, và tôi sẽ gọi giao điểm của AB với lại MO là điểm H. AB với MO là điểm H. Thì ngay lập tức các bạn có thể 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 chứng minh được rằng là tôi có H là trung điểm của AB hay là góc M M H A 90 độ, hay là MO vuông góc với AB cũng thế. Đấy, MO thì vuông góc với AB. Đấy. Ở đây thì các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy được là cái tam giác MAO là một cái tam giác vuông và có AH là đường cao. Như vậy là áp dụng hệ thức lượng thì chúng ta sẽ có được là MA bình sẽ bằng MH nhân với MO. MH nhân MO. Thế thì ở ở bên trên ấy chúng ta đã xây dựng được cái hệ thức đó là MA bình ấy. Ở bên trên chúng ta đã xây dựng được là MA bình thì bằng MC nhân với MD. MC nhân MD. MA bình thì bằng MC nhân MD. Ở trên chúng ta đã chứng minh rồi ạ. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? MH MH nhân với MO thì bao giờ cũng bằng MC nhân với lại MD. Vậy bây giờ thì chứng minh cái điều này, chứng minh cái điều này thì đương nhiên là tôi có cái điểm hai cái thằng này rồi thì tôi sẽ suy ra cái này. Nhưng bây giờ các bạn quan sát nhé, vừa rồi tôi đã cung cấp cho các bạn một cái tính chất liên quan đến tứ giác nội tiếp, đó là nếu như có tích MA nhân MB bằng MC nhân MD, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Vậy thì thay vì việc hỏi câu hỏi là chứng minh trực tiếp cái hệ thức này, chứng minh trực tiếp cái hệ thức này, thì người ta sẽ hỏi các bạn một câu đó là gì ạ? Chứng minh cái tứ giác. Tứ giác à, đây có thể coi là ý thứ tư đi ạ, cái phần tổng hợp thứ tư mà tôi muốn nói ở đây, đó là tứ giác C D O H là tứ giác nội tiếp.
là tứ giác. Nội tiếp. C, D, O, H. Và đương nhiên rồi, cái công việc chứng minh thì chúng ta sẽ từ cái hệ thức này đúng không ạ? Chúng ta có MA bằng MH nhân MO, MA bình bằng MH nhân MO, MA bình MC nhân MD, MH nhân MO thì bằng MC nhân MD. Vậy từ cái điều này thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Suy ra được tỷ số đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ không 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 công nhận trực tiếp nhé, vừa rồi tôi nói rồi ạ, đấy chỉ là một cái dấu hiệu để các bạn nhìn thôi ạ. Còn chúng ta sẽ không công nhận trực tiếp mà chúng ta sẽ từ cái tỷ số này, từ cái hệ thức về độ dài giữa các cái đoạn thẳng này thì chúng ta sẽ có được cái tỷ số MH trên MC chẳng hạn thì bằng MD trên MO. MH trên MC bằng MD nhân MO. Và với việc là hai cái tam giác MCH, và tam giác MCH và tam giác MOD. Đấy, có cái góc M, cái góc góc CMH đấy là góc chung thì tôi sẽ suy ra được là tam giác MCH sẽ đồng dạng với lại tam giác MCH MOD. Và từ tam giác đồng dạng thì tôi sẽ suy ra được góc góc bằng nhau. Ví dụ như là góc MHC chẳng hạn, góc này bằng cái góc MDO MHC bằng MDO MHC bằng MDO MHC bằng MDO thì MHC thì là góc ngoài tại đỉnh H, còn góc MDO thì là góc trong tại đỉnh D, hai cái đỉnh này nằm đối diện. Như vậy góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong thì sẽ suy ra tứ giác nội tiếp. Suy ra tứ giác nội tiếp. Đấy là cái công việc của mình khi mình nhìn ra được và mình xử lý được một cái bài toán như vậy. À, tiếp theo thì chúng ta cũng lại quan sát một cái bài toán này, cái hình vẽ này. Bây giờ các bạn nào quan sát hình vẽ. Tôi sẽ gọi cái điểm K. K là một cái điểm mà là giao điểm của cái MCD, các tuyến MCD với lại AB. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy được là cái tứ giác OHKI thì có hai cái góc vuông đấy, góc vuông, góc KHO là góc vuông, góc KIO là góc vuông. Như vậy thì cái tứ giác này cũng là một cái tứ giác nội tiếp. Đấy, tứ giác này là tứ giác nội tiếp, tức là trên cái hình này thì chúng ta còn cái tứ giác nội tiếp nữa, đó là tứ giác H O H K I O H K I O H K I nội tiếp, tứ giác nội tiếp. Mà tứ giác OHKI nội tiếp ý, thì ngay lập tức là chúng ta lại có cái tỷ số, tức là chúng ta có được bởi vì là hai cái cạnh KI và OH này cắt nhau tại M mà, nên là theo cái tính chất lúc nãy tôi nói ở đây ạ. Đây, theo tính chất tứ giác nội tiếp thì hai cái cạnh cắt nhau tại M thì tôi có MA nhân MB, MC nhân MD, thì ở đây chúng ta cũng có được điều tương tự. Tương tự đó là MH nhân MO, MH tôi sẽ viết lùi xuống một chút, sẽ có thể che các cái hình của bạn.
tôi sẽ di chuyển nhà hàng này lên một chút, coi như cái phần đấy xong rồi. Và bây giờ thì đây, tôi viết lại cái chỗ này. Tứ giác là OH K Y nội tiếp. Nội tiếp thì có hai cái cạnh KY và HO cắt nhau tại M, thì chúng ta sẽ có được cái tích tỉ số là MK, tích MK MY thì bằng với lại MH nhân với MO. MK nhân với MY bằng MH nhân MO. Vậy thì từ đây chúng ta cũng sẽ xây dựng được nó là gì ạ? MK nhân M. Đây, chúng ta có cái này. Và chúng ta có cái này. Chúng ta để ý có cái này. MH nhân MO này bằng MC nhân MD. Như vậy từ đây thì từ hai cái thằng này chúng ta sẽ suy ra được một cái hệ thức khác. Và ở đây thì tôi lưu ý các bạn là chứng minh, khi mà chúng ta chứng minh cái MK nhân MY bằng MH nhân MO thì chúng ta dùng cái tương tự dùng cái vừa rồi ạ. Nếu có tứ giác nội tiếp ấy, chứng minh tam giác đồng dạng trước rồi các bạn hãy suy ra chứ không được công nhận trực tiếp đó. Thì từ đây, từ hai cái hệ thức này các bạn sẽ suy ra một cái hệ thức mới, đó là gì ạ? MH nhân với MO thì bằng với lại MC nhân với MD. MH nhân MO thì bằng MC nhân MD. Đây ạ, MH nhân với MO bằng MC nhân MD. MH nhân MO bằng MC nhân MD. À, xin lỗi các bạn. Cái này là cái đã có rồi. Cái này chúng ta đã có rồi. Đấy, bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Không phải MH nhân MO mà là MH nhân MO. Chúng ta sẽ có được MH nhân với lại MO thì bằng MK. Đấy, xin. Tôi cứ viết lại cái kia rồi. Cái này cơ. Chúng ta có là MK nhân với MY thì bao giờ cũng bằng là MC nhân với MD. Này, thì bây giờ nếu như cái bài toán tiếp theo mà tôi muốn nói ở đây là cái bài toán mà chứng minh rằng là MK nhân với MY thì bằng với lại MC nhân với MD chẳng hạn, thì nó lại trở thành một cái bài toán mà nó sẽ gây được sự khó khăn. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng là nó chỉ suy ra những cái điều mà chúng ta đã biết sẵn từ trước đấy. Đó là hai cái tỉ số này. Đấy. Đấy, các bạn quan sát lại hình vẽ một chút và các bạn quan sát lại các cái tỉ số. Các bạn để ý rằng là tôi có cái các hệ thức về độ dài như thế này tôi suy ra. Đấy. MK nhân MY thì bằng MC nhân MD. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có lẽ là tôi sẽ mượn lại trở lại cái hình vẽ này. Vẽ lại thì nó hơi lâu.
Xin chào các bạn. Bây giờ tôi mới để ý là các bạn đang xem tôi livestream. Rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Đấy. Cái hình vẽ thì có lẽ là tôi sẽ mượn lại cái hình vẽ này. Là tôi sẽ vẽ lại. Tôi sẽ vẽ lại một cái hình vẽ khác cho nó dễ tiện quan sát. Các bạn chú ý là tôi vẽ hình nó hơi khó khăn một chút. Vẽ hình ở trên máy nó hơi khó khăn một chút. Nó mất thời gian. Rồi. Chúng ta có hai cái tiếp tuyến. Chúng ta có một cái cắt tuyến. Tôi sẽ vẽ nôi lên đây một chút để cho dễ cái quan sát. Rồi. Cái nét. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với cái tiếp tuyến MA MB với cái cắt tuyến là MCD. Với cái trung điểm Y của CD. Với cái giao điểm của AB. Với cái một cái cắt tuyến khác nhưng mà đi qua tâm O.
tuyến đi qua tâm này tôi gọi là EF vậy ạ. EF. Cái điểm này tôi vẫn lấy là điểm K. Đấy. Và điểm này thì tôi vẫn lấy là điểm H. Đấy là điểm H. Và ở đây thì tôi vừa mới nhắc đến cho các bạn một cái bài toán, đó là MK nhân với MI thì bằng MC nhân MD, MK nhân MI thì bằng MC nhân MD, MC nhân với lại MD. Ngoài ra thì các bạn thấy là nếu như MEF cũng là một tiếp tuyến, à xin lỗi các bạn, một cắt tuyến, mà cắt tuyến này đi qua tâm ô, nó chỉ có một cái điểm đặc biệt nó đi qua tâm ô thôi ạ. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ có được đó là gì? MK nhân với MI. Vừa rồi thì các bạn đã chứng minh là MK nhân MI thì bằng MC nhân MD, mà MC nhân MD thì lại bằng MC nhân với MD, mà MC nhân với MD thì lại cũng viết được bằng là ME nhân MF. MC nhân MD bằng ME nhân MF. Đúng không ạ? Như vậy từ đây, từ hai cái điều này thì tôi có thể suy ra một cái tỷ số khác, tỷ số khác. Tỷ số và cái hệ thức về đạo độ dài khác đó chính là MK nhân với MI thì bằng với lại ME nhân với lại MF. MK nhân với MI thì bằng ME nhân MF. Đấy. Thế thì ở đây như tôi vừa nói, nó được suy ra trực tiếp từ hai cái hệ thức này để suy ra. Tuy nhiên thì cái quá trình chứng minh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng các hệ thức khác, các bạn có thể chứng minh trực tiếp cũng được, nhưng nó sẽ mất thời gian. Và nếu như thế, nếu như tôi có cái hệ thức này, nếu như mà tôi có cái hệ thức giữa MK, MI, MF, MF bằng nhau như thế này, thì cũng lại nhắc lại cái phần vừa rồi mà chúng ta đã chứng minh ở bên trên đấy, đúng không? Tứ giác ABCD nội tiếp thì MA nhân MB bằng ngược lại. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có ngay cái điều ngược lại. Nếu như chúng ta có cái MK nhân MI bằng MM MF thì ngay lập tức là chúng ta sẽ suy ra được là cái phần này sẽ là phần rất khó nếu như chúng ta sẽ không có cái câu số 6. Đấy, cái ý thứ 6 này. Đó là M cái tứ giác E K I F là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Vậy nè, nếu như các bạn có cái ý thứ 6 này rồi thì các bạn thấy là việc suy ra tứ giác nội tiếp rất dễ dàng. Và chúng ta có tỷ số, chúng ta có cái góc chung và chúng ta sẽ suy được góc bằng nhau vân vân để suy ra cái tứ giác. Tôi nối cái tứ giác này lại. Tôi nối lại. E với K đây, tứ giác đây. Rồi Y với F. Đấy. Thì đương nhiên rồi, nếu mà có cái phần vừa rồi thì chúng ta chỉ việc là chứng minh cái tỷ số, thế là xong. Chúng ta sẽ suy ra được là tứ giác E, K, I, F là tứ giác nội tiếp. Và nếu như về bài này mà để độc lập thì việc chứng minh cái thứ tứ giác E, K, I, F này là tứ giác nội tiếp thì sẽ khá là khó khăn nếu chúng ta mà không được nhắc đến cái điều này, cái ý thứ sáu này. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình vẽ này và nhắc lại cái ý vừa rồi chúng ta chứng minh được,
Đó là MK nhân MI thì bằng, tôi tạm thời là xóa hai cái nét của đấy. Chúng ta đã chứng minh được là MK nhân MI thì bằng với lại MC nhân MD. Thực tế là khi mà cho cái hệ thức này mà độc lập, không có cái sự liên hệ từ trên xuống dưới, thì các bạn sẽ thấy là thường thường các bạn chứng minh cái hệ thức về độ dài thì bao giờ các bạn cũng đưa về tam giác đồng dạng, nhưng cả bốn cả năm cái điểm này M K I C D đều nằm trên cùng một đường thẳng. Và nếu nó đã nằm cùng trên một đường thẳng thì việc các bạn chỉ ra rằng là có cái điều này rất là khó khăn, đúng không ạ? Trong khi đó chúng ta chỉ ở trên kia thì không cần phải dùng đến 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 công cụ tam giác đồng dạng, chúng ta cũng chứng minh được cái điều này. Chúng ta chỉ liên hệ hai cái phần thôi. Đấy. Thế thì nếu bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể chứng minh trực tiếp MIK nhân MI bằng MC nhân MD không? Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát một chút là nếu như tôi có là MK nhân MI bằng MC nhân MD thì tôi có tỷ số đó là MK này. MK trên MC. MK trên MC thì sẽ bằng với lại MD trên MI. MK trên MC thì sẽ bằng với M. Các bạn từ từ à, tôi quan sát một chút. KC, KD. MI, MK. Chúng ta sẽ tạm thời là không khai thác cái theo cái hướng này nữa. Chúng ta sẽ khai thác theo một cái hướng khác đi. Khai thác theo một hướng khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khai thác theo một cái hướng khác. Vừa rồi thì chúng ta đã có được đó là cái tứ giác CH OD là tứ giác nội tiếp này. CH OD nội tiếp. Và nếu như mà có cái tứ giác nội tiếp này, các bạn quan sát ạ, thì tôi sẽ có được góc CHM. Xin lỗi các bạn, tôi viết điểm H ở đây ạ. Góc CHM. Góc CHM sẽ bằng cái góc CDO. CDO. Góc CHM là cái góc này. CHM đấy ạ. Bằng góc CDO là cái góc này. Đấy. Tiếp chúng ta lại có là cái góc DHO. 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 Thì bằng cái góc do tứ giác nội tiếp mà, nên là chúng ta có là hai cái đỉnh cùng nhìn một cạnh với góc bằng nhau. Có nghĩa là tôi sẽ vẽ bằng đoạn thẳng cho nó thật cẩn thận. Rồi. Đây. Đấy. Nó hơi méo một chút. Rồi. Rồi, chúng ta có cái góc C DHO. DHO là cái góc này.
Nó sẽ bằng góc DCO, nó là bằng cái góc này. DHO bằng DCO. Bằng góc DCO. Mà cái tam giác COD thì là một tam giác cân tại O, do OC bằng OD vì cùng bằng bán kính á. Và bằng bán kính thì tôi sẽ suy ngay được là, tức là tam giác cân thì tôi sẽ suy được là CDO thì bằng góc DCO. Khi mà hai góc này bằng nhau thì ngay lập tức là tôi sẽ có được góc CHM bằng góc DHO. Tôi chỉ lại hai cái góc này để cho các bạn quan sát. Đây ạ, góc CHM đây ạ, và góc DHO đây. Đấy. Thì hai cái góc này nó lại cùng phụ với cái góc góc CHA, góc CHA và cái góc DHA, DHA và CHA. Tức là gì? Tôi có là góc CHM này cộng với lại CHA này là bằng 90 độ. Góc DHO cộng với lại góc DHA cũng bằng 90 độ. Hai góc này bằng nhau. Hai góc CHM và DHO bằng nhau, tức là tôi có hai góc này bằng nhau. Vậy thì từ đây tôi suy ra được là góc CHA sẽ bằng cái góc DHA. CHA bằng DHA. Hay nói cách khác là tôi có được cái HA là phân giác của góc CHD, của góc C này, D. A là phân giác hay HK là phân giác cũng như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có một cái bài toán tiếp theo mà tôi vừa mới chứng minh cho các bạn, bài toán thứ 8. Đó là HK hay HA là phân giác của góc C, phân giác của góc CHD. Đấy, thì chúng ta đã chứng minh được cái HA này là phân giác của góc CHD. Bây giờ chúng ta lại quan sát một chút thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng là cái thằng HA thì lại vuông góc với thằng HM, thằng MH. Mà nếu mà cái HA là phân giác, tức là HA ở đây ấy, HK ấy, nó là phân giác trong của cái tam giác CHD tại điểm H này, thì cái HM sẽ là phân giác ngoài. Như vậy ở đây tôi có HM là phân giác ngoài. Phân giác ngoài của cái tam giác CHD tại của tam giác CHD tại cái đỉnh H. Tại đỉnh H. Đấy. Thì vậy thì ở đây á, nếu như mà người ta lại cho thêm một chút nữa, tức là ví dụ như người ta không yêu cầu các bạn chứng minh trực tiếp là HA là phân giác của góc CHD chẳng hạn, mà người ta yêu cầu là người ta kéo dài cái HD này ra này, cắt đường tròn tại một cái điểm
PQNM gì đấy, đúng không ạ? Và yêu cầu các bạn chứng minh rằng là cái thằng MH là phân giác của góc CHP, CHP chẳng hạn. Thì ngay lập tức là cái bài toán đấy thành bài toán khó. Nhưng nếu như chúng ta đã có được cái HA là phân giác thì mọi chuyện nó sẽ trở nên rất là đơn giản. Như vậy nhé. Như vậy là ở đây các bạn có thể thành một cái bài toán khác, ví dụ như là HM là phân giác của góc CHP, với P là giao điểm của DH với lại điểm tròn chẳng hạn. Đấy thì người ta có thể khai thác loanh quanh luẩn quẩn quanh cái yếu tố đó. Thì các bạn để ý cho tôi cái toàn bộ cái phần chứng minh này để chúng ta sử dụng. Đặc biệt là đây. Đấy. Mọi thứ thì nó đều xuất phát từ việc là HA là phân giác của góc CHD. Và làm sao để chúng ta chứng minh được cái điều này thì mọi thứ nó sẽ sáng tỏ hết. Đấy. Thì đấy là một trong những cái điều mà người ta có thể hỏi các bạn. Ngoài ra thì các bạn nhớ rằng là nếu như tôi có HK là phân giác trong, HM là phân giác ngoài thì chúng ta sẽ có được cái tính chất của đường phân giác đối với tam giác CHD. Đó là gì ạ? Khi mà HK là phân giác trong thì chúng ta có KC này. KC trên KD này. KC trên KD thì bằng HC trên HD. Đúng không ạ? Và vì là HM là phân giác ngoài nên tôi có là nó bằng chính MC trên trên MD. Nên thay vì việc hỏi cái câu hỏi phân giác chẳng hạn, người ta có thể hỏi các bạn một cái câu hỏi khác. Đó là câu hỏi thứ 9 mà tôi muốn nêu ở đây. Đó là các bạn sẽ chứng minh. Câu hỏi thứ 9. Các bạn bỏ cho tôi cái tỷ số ở giữa này đi. Bây giờ tôi bỏ cái tỷ số ở giữa này. Đấy, bỏ cái này đi ạ. Đấy. Thì ngay lập tức các bạn có được là KC trên KD bằng MC trên MD. KC trên KD bằng MC trên MD. Như vậy các bạn có được cái tích đó là KC nhân với MD thì bằng với lại KD nhân với MC. Và nếu không có được cái nguồn gốc của nó thì đương nhiên cái câu 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 này sẽ trở thành một cái câu rất khó, trong khi đó là thực chất cái ý này được suy ra từ cái ý mà tôi vừa mới chứng minh cho các bạn. Đây ạ, câu hỏi thứ 9. Được suy ra từ ý này. Với việc là hai cái đường phân giác đó là HM là phân giác ngoài. HM là phân giác ngoài. Đây, HM là phân giác ngoài và HA là phân giác trong của cái tam giác CHD. Đây là tính chất đường phân giác HM. HM và là phân giác ngoài và phân giác trong thì sẽ suy ra điều này. Đây. Tiếp theo thì chúng ta cùng tiếp tục khai thác một cái dạng toán, một cái bài toán khác mà cũng liên quan đến cái đường tròn và tiếp tuyến này. Cụ thể tôi sẽ, có lẽ là tôi sẽ không lấy lại hình vẽ nữa mà tôi để nguyên cái hình. Tôi sẽ lại vẽ lại cái hình một lần nữa. Các bạn cứ xem một cách bình tĩnh và các bạn xem quan sát.
chúng ta vẫn có hai cái tiếp tuyến là MAB, chúng ta vẫn có các tuyến MCD. Chúng ta vẫn có cái đường các tuyến mà đi qua tâm O. Đấy. Chúng ta có AB giao với MO tại H. Chúng ta có điểm O, đây là điểm H. Chúng ta có cái này là C, D. Chúng ta có cái điểm này vừa rồi tôi lấy ký hiệu là E và cái điểm này là F. Điểm này là K. Trung điểm là Y. Thực chất thì tôi vẽ nhiều thì nó sẽ rối hình, cái này là tôi sẽ cắt bớt đi một chút. Thì có một cái bài toán câu thứ 10 với phần này, nó là chứng minh cái thằng này, tôi sẽ lấy bằng cái một màu khác để cho bạn dễ nhìn. Chứng minh là CE là phân giác của góc MCH. Đấy. CE là phân giác của góc MCH. CE là phân giác của góc MCH. Và nếu như đặt một cái bài toán này thành một cái bài toán riêng lẻ mà không liên hệ với những phần trước thì cái bài toán này sẽ là một cái bài toán khá là phức tạp. Tức là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để suy nghĩ ra nó. Nhưng nếu như chúng ta đặt nó trong mối quan hệ với những bài phần trước chúng ta đã làm thì chúng ta sẽ thấy ngay được vấn đề ở đây. Này. Rồi. À, cái vấn đề ở đây nó là gì? Chúng ta có cái tứ giác, hai cái tứ giác nội tiếp. Đó là tứ giác C, D, F, E là tứ giác nội tiếp. Tứ giác C, D, F, E nội tiếp. C, D, F, E. Vậy khi mà tứ giác C, D, F, E nội tiếp thì chúng ta có được cái góc các bạn quan sát góc MCE sẽ bằng cái góc này là góc ngoài tại đỉnh C sẽ bằng góc trong tại đỉnh đối diện, đó là góc trong tại đỉnh F, hay nói cách khác là nó bằng góc DFM hay là DFE. Đấy. Ta có góc MCE bằng góc DFE. MCE xin lỗi. Đúng rồi, MCE bằng DFE. Mặt khác thì vừa rồi chúng ta lại có được, các bạn chú ý nhé, là cái tứ giác thứ hai mà chúng ta có được nó cũng là tứ giác nội tiếp, đó là tứ giác CDOH cũng là tứ giác nội tiếp. Vậy nếu CDOH là tứ giác nội tiếp thì chúng ta có cái góc MCH bằng MCH thì bằng góc MOD. MOD. MCH bằng MOD. Đấy. Tại sao? Bởi vì là cái góc MCH thì là góc ngoài
đây cái góc MCH đây, góc MCH góc MCH đây đấy, nó là góc ngoài tại đỉnh C của cái tứ giác đó, nó sẽ bằng cái góc trong tại đỉnh đối diện, đó là góc trong tại đỉnh O, tức là góc M O D, tức là góc này, góc H O D ấy, cũng chính là góc M O D đấy, góc này đấy. Thì các bạn lại thấy được, nhìn kỹ một chút thì chúng ta thấy là cái gì ở góc góc D O M ấy, góc M O D ấy, cũng chính là cái góc E O D ấy. Hay là góc MCH này, tôi lấy là góc EOD cho dễ nhìn, EOD. Đấy. Mà cái góc EOD, EOD thì là cái góc ở tâm mà nó chắn cung ED. Góc ở tâm chắn cung ED. Như vậy là góc EOD nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung ED, 1 phần 2 số đo cung ED đấy. Tiếp tục chúng ta lại có là góc DFE, góc DFE, DFE thì DFE là góc nội tiếp mà chắn cung ED. Như vậy à, xin lỗi các bạn, chỗ chỗ này tôi hơi nhầm một chút là đây đây đây, đây. Xin lỗi các bạn, góc 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 EOD thì bằng góc bằng bằng số đo của cung ED, xin lỗi đấy, góc EOD thì bằng số đo của cung ED, nó là góc ở tâm mà chắn cung ED nên nó bằng góc. Còn góc DFE thì nó bằng một nửa số đo của cung ED, một nửa số đo cũng nghe này. Do đâu ạ? Do cái góc DFE là góc nội tiếp. Vậy từ đây thì tôi sẽ suy ra được là góc DFE sẽ bằng 1 phần 2 số đo hay là cái góc EOD. DFE bằng 1 phần 2 góc DFE bằng 1 phần 2 EOD. Đấy. Mà EOD thì bằng MCH. Như vậy thì chẳng qua cái thằng này chính là bằng 1 phần 2 của góc MCH. Đây, bằng 1 phần 2 góc MCH. Mà góc DFE thì lại bằng góc MCE. Vậy từ cái điều này thì tôi suy ra được. Đấy. Từ cái điều này thì tôi suy ra được là góc DFE, các bạn chú ý nhé, góc DFE thì bằng góc MCE đây ạ, DFE bằng MCE. Như vậy là tôi sẽ có MCE chính là bằng 1 phần 2 của góc MCH. Và điều này sẽ dẫn tôi tới đó là gì ạ? CE là phần giác. Đấy. Thì ở đây các bạn để ý là cái việc chứng minh này nó khá là phức tạp nếu như chúng ta không để ý được hai cái tứ giác nội tiếp, hai tứ giác nội tiếp này. Chỉ cần là chúng ta không quan sát kỹ hai cái tứ giác nội tiếp này, tức là chúng ta không biết hai tứ giác nội tiếp này, thì cái việc chứng minh cái phần này nó sẽ khá là khó khăn đấy. À, chúng ta tiếp tục khai thác tiếp một chút. Chúng ta khai thác tiếp thì ở đây à, như vậy là chúng ta đã có được cái CE là phân giác rồi. À, các bạn để ý là cái MF là cái gì? MEF là cái cắt tuyến mà đi qua tâm, còn MCD là cái cắt tuyến bất kỳ, và thì H thì là giao điểm, vân vân. Điểm đấy là phải để ý. Thì cái này thì sẽ suy ra phần giác, tôi không nhắc lại nữa.
và chúng ta có được cái ý tiếp theo, ý thứ 11. Ý thứ 11 ở đây thì các bạn quan sát cái chỗ này một chút. Đây. Nếu tôi nối C với F, C với F, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy được là cái CF ấy, cái ECF hay là EC nó luôn luôn vuông góc với lại CF, bởi vì EC này vuông góc với CF này. Bởi vì là nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, góc ECF là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đấy, thì khi đó tôi sẽ có cái gì ạ? Thì các bạn biết là cái thằng CE được coi là một cái phân giác, và cái thằng CF thì lại vuông góc với phân giác này. Vậy thì ở đây các bạn có được cái mới đó là gì ạ? CF thì là phân giác ngoài. Phân giác ngoài tại đỉnh C của cái tam giác, ở đây là tam giác, tôi lấy tam giác MCH, tam giác MCH này. Đấy, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có một cái bài toán, tức là thường thường là người ta sẽ không cho các bạn luôn cái CE là phân giác đâu ạ, và chúng ta cũng người ta cũng không có cái câu nào để dẫn để tính CE là phân giác cả, mà người ta sẽ thay vì hỏi CE là phân giác thì sẽ hỏi CF là phân giác ngoài tại đỉnh C, hay là chứng minh CF là phân giác ngoài, hoặc là cái câu này sẽ tương tự là CF là phân giác của cái góc HCD. Cái hai câu này tương tự nhau, HCD. Đấy. Với việc là cái câu này nó sẽ tương tự với câu mà các bạn vừa vừa xử lý, tương tự như nhau, không khác gì. Như vậy là trong cái hình này chúng ta đã thấy là gì ạ? CE thì là phân giác của góc MCH, còn CF thì bao giờ cũng là phân giác của góc HCD, góc HCD. Và đương nhiên rồi, chúng ta có phân giác ngoài, phân giác trong thì chúng ta lại có cái tỷ số. Ví dụ như là tôi có cái tỷ số đó là gì ạ? CE là phân giác ngoài này thì tôi sẽ suy ra CE là phân giác ngoài, tôi suy ra tỷ số là M trên EH thì bằng với lại M trên EH thì bằng với lại CM trên CH. Đấy. M trên FH. FM trên FH. FM trên FH. Thì từ đây tôi lại tôi cũng có thể bỏ cái tỷ số ở giữa này đi. Bỏ tỷ số ở giữa này đi và tôi chỉ giữ lại cái thằng này thôi. Tôi có hai thằng này bằng nhau. Đúng. Khi đó thì tôi sẽ có được cái tích nữa, đó chính là M nhân với lại FH thì bằng với lại EH nhân với FM bằng EM nhân FH thì bằng EH nhân FM. Đây. EM nhân FH thì bằng EH nhân FM. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm được cái phần gọi là phần thứ 12.
chứng minh em. Các bạn nhớ là nếu các đề các cái phần này độc lập ấy thì nó sẽ trở thành cái bài rất là khó. Em nhân fh bằng eh nhân f m. Đấy thì đấy là một trong những phần mà các bạn thấy là người ta khai thác cái yếu tố là yếu tố tỉ số và yếu tố tứ giác nội tiếp ở trong đây rất là nhiều. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục cái bài toán này với một cái ý là chuyển hướng sang một cái phần khác. Không biết là bây giờ là mấy giờ à? 7:30 rồi, như vậy là cũng khá là muộn rồi. Có lẽ là tôi sẽ phải dừng lại một chút. Tôi sẽ dừng lại một chút và để đến buổi tối thì sẽ tiếp tục. Tôi sẽ xin tạm dừng ở đây và buổi tối tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp những cái bài toán khác mà liên quan đến phần này.